đầu cầu của bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh. Xin mời bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Dạ, em xin chào quý thầy cô và đồng nghiệp. Em bác sĩ Chất xin báo cáo bệnh án ạ. Bệnh nhân Nguyễn Quốc Tê, nam, 62 tuổi, nghề nghiệp hưu trí vào viện ngày 1 tháng 11 2022, ngày làm bệnh án 15 tháng 11 2022. Lý do vào viện là chóng mặt. Bệnh sử bệnh viện bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện Bạch Mai từ 22 tháng 6 đến 26 tháng 7 vì sốt kèm đau bụng. Ra viện được chẩn đoán là sepsis đường vào ổ bụng, viêm gan B, theo dõi xơ gan CKD giai đoạn 2, tăng huyết áp, gút, thiếu máu, thiếu sắt, thể trạng cất sinh, tiền sử cắt 2 phần 3 dạ dày do thủng, cắt lách. Sau điều trị bệnh nhân về nhà mệt mỏi, ăn uống kém, đi lại ít. Một tháng nay thì bệnh nhân chóng mặt nhiều, đi khám xét nghiệm thiếu máu nặng nên nhập viện điều trị. Tiền sử bệnh nhân có viêm gan B, theo dõi xơ gan, tăng huyết áp, gút, cắt 2 phần 3 dạ dày do thủng, cắt lách, thiếu máu, thiếu sắt, xẹp hình chiếm thân đốt sống L1, trượt đa tầng sân đốt sống T12, L4. Khám lúc vào bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm mạc nhạt màu, phù nhảy hai chi dưới, trắng mềm, ấn lõm, xuất huyết dưới da, tuyến giáp không to, hạch ngoài viên không thấy, mạch 80 chu kỳ phút, nhiệt độ 36,8, huyết áp 120/70, thở 12-18 chu kỳ phút, FPO2 98%, bảy nặng 47 kg, cao 1m6, BMI 18,3. Với cả cơ quan thì tim đều rõ, phổi không gian, đi cầu phân lỏng không có máu, vùng mềm, gan lách, gan không sơ thấy, hạ sườn trái có khối chắc đến ngang rốn, không đau, không tiểu buốt, cầu băng quang âm tính, dấu măng não âm tính, không liệt khu trú, phù nhảy hai bên chín chân, hạt tô phi sưng. Cả xét nghiệm thi vào viện mùng 1 tháng 11 là có thiểu máu bạch cầu 7,2 × 10^9 trên lít, hồng cầu 1,86, hemoglobin 60, tiểu cầu bình thường. Được xét nghiệm khác thì có điện giải trong giới hạn bình thường, creatinine bình thường, protein 50,4, albumin 11,1, ferritin 406,2, sắt 9,15, men gan bình thường, CRP 96,9, vitamin B12 775, acid folic 3, hormone tuyến giáp bình thường, CEA 15,8, huyết thanh kháng giun đuổi chó mèo thì 0,65. Chức năng đông máu thì có PT 67%, Dimer 5.408, xét nghiệm nước tiểu bình thường. CT ổ bụng thì có phúc mạc thành bụng, cơ hoành trái và khoáng sau phúc mạc, mạc treo ruột vùng hạ vì có nhiều khối tỷ trọng tổ chức và vài tỷ trọng mở không đều, bờ đều, ranh giới rõ, tăng nhẹ tỷ trọng trước tiêm, sau tiêm ngấm thuốc kém, khối lớn kích thước 77 x 115 mm, tổn thương gây đè đẻo đầy các quai ruột sang phải, ôm quanh thần trái trực tràng, gây đè đẩy nhưng không xâm lấn, nghỉ nhiều đến liposarcom, trượt đa tầng đột sống T12 L4, gây biến dạng đột sống, xẹp hình chiếm thất đồn động L1, thoái hóa kèm tiêu các ổ xương nhỏ dưới hàn khớp hai bên. CT lồng ngực thì một số giải sơ kèm dày tổ chức kẻ hai trường phổi, tràn dịch măng phổi trái lượng ít, kèm xẹp phổi thụ động vùng tràn dịch. Siêu mạch chi dưới có huyết khối gây tắc hoàn toàn 1/3 dưới tĩnh mạch đùi và tĩnh mạch khoeo chân trái, sơ vữa động mạch chi dưới hai bên. Điện tâm đồ nhịp xoáng 93 chu kỳ phút trục trung gian, siêu âm tim thấy hở hai nhẹ, thả lại nhẹ, F 67%. Siêu âm hạch nách vùng cổ hai bên và hạch bên hai bên thì có một số hạch nhưng không mất cấu trúc mở rốn hạch. Nội soi dạ dày tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đợt tháng 7 là có hình ảnh nội soi dạ dày bình thường, dạ dày cắt đoàn, HP âm tính. Nội soi đại trực tràng tại bệnh viện Bạch Mai đèn soi đến hết đại tràng sigma, đại tràng thâm nhiễm cứng, máy soi không qua được, đại tràng sigma phần quan sát được không thấy bất thường, trực tràng niêm mạc nhẵn, không có u, không có loét, kết luận là tổn thương thâm nhiễm bên ngoài đại tràng trái, không thấy kết quả sinh thiết ạ. CT ở bệnh viện Bạch Mai là hình ảnh các ổ tụ dịch kèm khu trú, kèm đảng thâm mở nhiễm vùng hố lách, hạ sườn, đuôi tụy, khoáng cảnh trực thận dọc đại tràng xuống, nang và sỏi thận hai bên, dịch quanh mang phổi trái và xẹp thụ động nhu mô thủy dưới phổi trái. Chẩn đoán hiện tại của chúng em là u sau phúc mạc, theo dõi liposarcom, huyết khối tắc hoàn toàn 1/3 dưới tĩnh mạch đuôi trái và tĩnh mạch khoeo chân trái, nhiễm trùng đường ruột, viêm gan B, theo dõi xơ gan, thiếu máu, gút, tiền sử cắt 2/3 dạ dày, cắt lách, trượt đa tầng đốt sống T12 đến L4, xẹp hình đệm chiếm thân đốt sống L1, nhiễm trùng đuôi chó mèo. Điều trị thì hiện tại dùng kháng sinh xẹp triazole 1 g/2 lọ trên ngày, kháng virus entacavir 0,5 g/1 viên trên ngày, bù albumin
dinh dưỡng tĩnh mạch bằng comilipid, colchicin, chống đông gembapasan 4.000 đơn vị nhân 1 bơm trên 24 giờ, diệt giun đũa rượu mèo có ivermectin 0,3mg nhân 3 viên trên ngày nhân 2 ngày, truyền máu. Hiện tại thì bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt, không sốt niêm mạc không, phù nhảy hai bàn chân, phổi không ran di rao phên đang rõ, đi cầu phân vàng, bụng mềm, gạt không to, khối vùng hạ sườn trái ngang sụn, không đau, ẩn chắc. Em xin hội chẩn các thầy cô là chẩn đoán và điều trị được hợp lý chưa và hướng điều trị tiếp trên bệnh nhân này như thế nào? Em xin cảm ơn các thầy. Vâng, xin cảm ơn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã trình bày một ca phải nói là hết sức là phức tạp. Đầu tiên thì tôi xin mời tiến sĩ Cương sẽ phân tích các hình ảnh bệnh nhân này. Xin mời tiến sĩ Cương. Đó, kính thưa cô Nga, kính thưa các bác sĩ các điểm cầu và các bác sĩ Hà Tĩnh. Bệnh nhân mà các bác sĩ ở Hà Tĩnh đưa lên hội chẩn hôm nay là một cái bệnh nhân mà cũng rất là đầy đủ các thông tin về hình ảnh và cũng khá là phức tạp. Chúng ta có phim chụp CT bụng của bệnh nhân này là bệnh nhân này theo như các bác sĩ ở Hà Tĩnh báo cáo là vào viện vì mệt mỏi, tức là vì những cái triệu chứng khác đó. Chứ sau đó thì chụp chiếu và siêu âm thăm khám dần dần lần lượt phát hiện ra một cái bệnh chính của bệnh nhân này là một cái khối u rất là lớn nằm ở trong cái bụng cũng như là sau vú mạc. Tôi cũng đồng ý với cả các bác sĩ ở Hà Tĩnh với cái chẩn đoán là cái khối này có tỷ trọng mỡ đấy. Tỷ trọng mỡ tức là nó đo tỷ trọng nó giảm, nó tỷ trọng âm ở đây âm 5, âm 10, đồng thời với nó là tỷ trọng dịch, tỷ trọng là tổ chức nữa, và phần tổ chức này nó có ngấm thuốc nhưng mà không đáng kể đấy. Như vậy thì với một cái khối rất là lớn nằm trong cái bụng, chiếm gần như là biến dạng cái ổ bụng là nửa bên phải, chạy dọc từ trên xuống dưới, đi xuống dưới và nó nằm quanh ôm quanh cả trực tràng nữa. Ngoài ra thì cái thâm nhiễm của cái khối này vào các cái quai ruột thì cũng rất là rõ rệt. Phần còn lại của bụng ấy, thì các cái hạch hoặc là các cái khối nghi ngờ là di căn ở phổi thì không có. Đấy. Thì cũng như là kết quả siêu âm của các bạn có ghi mô tả là các cái hạch ở vùng bẹn thì cũng khá là bình thường, còn nguyên cái cấu trúc hạch thì cũng các hạch ở vùng thượng đòn các thứ cũng thế. Đấy. Như vậy thì đứng trước một cái khối u rất là lớn khổng lồ như thế này, tăng sinh mạch ít, có tỷ trọng mà là mỡ thì đúng là tôi cũng nghĩ rằng là có thể đây là một cái sarcoma mỡ hoặc là có thể là một cái fibrosarcoma chẳng hạn. Đấy. Dù sao thì cũng nghĩ đến cái bệnh lý về u và bệnh lý u ác tính thì khá là nhiều đến các cái bệnh lý ác tính hơn. Đấy, thì rõ ràng là với những cái tổn thương như này để biết chắc chắn là u gì thì một cái động tác rất đơn giản là chúng ta sinh thiết thôi. Thì rất là nhẹ nhàng cho bệnh nhân. Và thì ngoài ra thì chúng ta có các cái phim phổi hoặc là cái gì khác thì bình thường thôi. Ở đây thì chúng ta có một số các cái tổn thương về xương đấy, thì chúng ta thấy rằng là có xẹp, có lún các cái thân đốt sống, nhưng mà để mà khẳng định là có bệnh cảnh ác tính di căn đến đốt sống hay không thì chúng ta ít nghĩ đến di căn, là đây là chỉ là những cái lún, cái xẹp theo tuổi tác của bệnh nhân thôi, tại vì toàn bộ các cái thân đốt sống, ngực, thắt lưng thì nó điều là thoái hóa và nó giảm cái chiều cao. Đấy, không có cái tiêu xương. Đấy, những cái di căn thì thường là tiêu xương và tiêu ở cuống sống thì cái này không khó. Đây chúng ta có thể nhìn thấy một cái hoại tử chỏm xương đùi rất là rõ, mà bây giờ nó sang đến giai đoạn là năm, tức là nó biến dạng thoái hóa của cái khớp háng nó kèm theo rồi và cả hai bên. Thì đấy là một số các cái lưu ý trên cái bệnh nhân này đó. Vâng, gì hết ạ. Vâng ạ, rất cảm ơn tiến sĩ Cương về các cái phân tích hình ảnh rất là kỹ. Tiếp theo thì tôi xin mời tiến sĩ Đào Tiến Lục, Phó khoa Ung bướu sẽ cho ý kiến về vấn đề này.
Dạ, kính thưa giáo sư Nga, kính thưa các thầy, các cô và các anh chị ở các đầu cầu. Quả là một trường này là như cô Nga đã nói ban đầu là quá khó và quá phức tạp, có rất nhiều thứ trên một cái người bệnh cụ thể này. Với những gì các anh trình bày thì bản thân và cô em nhìn thấy một bệnh nhân rất là suy mòn, rất là lết bết, nặng nề lắm. Nhất là bệnh nhân có một cái thiếu máu rất nặng, có một cái khủng khiếp mà chưa đi giải thích được tại sao có thiếu máu đó. Nếu mà có một cái cắt dạ dày lâu thì cũng có thể có thiếu máu, nhưng mà không trầm trọng đến mức độ đến khủng khiếp như vậy. Chắc phải có một cái mất máu ở đâu đó mà mình chưa tìm được. Cái thứ hai là bệnh nhân đến nó nằm giống như cái bối cảnh cái suy mòn bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối cùng, nó có cả giảm rối loạn điện giải, rối loạn là giảm albumin máu, rối loạn đông máu tắc mạch nhiều nơi, thậm chí mình chưa đánh giá hết được, có thể nhiều vị trí. Bệnh nhân suy mòn ung thư giai đoạn cuối với cái biểu hiện kiểu như vậy. Thứ nữa là bệnh nhân kê về phương diện ung thư thì bệnh nhân đã có một cái xét nghiệm chất chỉ điểm khối u CEA rất cao, hơn gần 16, bình thường nó phải dưới 5, thậm chí là không có gì dưới 5, thì rất cao. Thường là bệnh nhân ung thư đại trực tràng, ung thư tiêu hóa rất muộn thì mới có cái CEA nó cao kiểu như vậy. Một thứ nữa là cái anh chụp và cắt lớp thì anh thấy cái tổn thương nó ngoài cái tổn thương mà nó sau phúc mạc, trong phúc mạc, quanh thận, quanh đại trực tràng như vậy, thì anh còn mô tả trong ổ phúc mạc có những xâm nhiễm. Như vậy chắc chắn là có một cái gì ung thư, ít nhất là có gì can lan tràn phúc mạc. Và liệu cái u mỡ các anh thấy kia nó là một cái sarcoma đi kèm với một cái ung thư gì đó di căn phúc mạc, ung thư đường tiêu hóa di căn phúc mạc hay không thì mình chưa khẳng định được. Vì vậy nên là cái ý mà anh Cương đề xuất là mình có, nếu mà có thể được thì mình nên làm một cái sinh thiết cái u mà anh to các anh thấy, có thể thậm chí có thể thăm dò sinh thiết cái phúc mạc nữa, xem cái tổn thương ở phúc mạc và cái tổn thương sau phúc mạc nó có cùng một loại không, khác nhau hay không. Và cái đại tràng rất tiếc là soi mà nó thâm nhiễm nên anh đến sigma thì không lên được nữa và cũng không có sinh thiết, nhưng không có kết quả biết cụ thể thế nào, không đánh giá nốt được phần đại tràng trên được gọi. Thì em nghĩ là bệnh nhân này thì bây giờ xin ý kiến các thầy các cô các chuyên khoa khác để có thể điều trị chăm sóc nâng đỡ để bệnh nhân qua được giai đoạn nguy hiểm, rồi trong thời gian đó mình tranh thủ làm sinh thiết xét nghiệm giải bệnh, sinh thiết cái u nữa và sinh thiết cái ít nhất là có thể sinh thiết cả phúc mạc nữa để xem cái tổn thương nó thế nào để mình loại trừ. Cái thứ ba nữa là bệnh nhân này có một cái cắt dạ dày. Thông thường cắt dạ dày do loét ngày xưa thì không mấy khi có thể cắt lách. Thế này thì cắt lách khi nó là ung thư ở gần phía rốn lách, ung thư bờ cong lớn gì đó, hoặc thì cắt toàn bộ dạ dày cắt cả lách. Hoặc có thể rằng nó có là một cái tai biến trong mổ mà nó chảy máu mà không cầm được lách mới cắt lách. Chứ cắt dạ dày do loét thời ngày xưa chẳng có thầy nào cắt lách cả. Đấy, thì về trên bệnh nhân này nó có rất nhiều sự cố mà mình còn phải đánh giá kỹ lại của. Và cái em cũng xin đồng thuận ý nữa là với đồng tiến sĩ Cương là mình nên đặt lại sinh thiết càng sớm càng tốt của. Kết hợp với các chăm sóc nữa khác và các chuyên khoa khác. Em xin hết ạ. Vâng, xin hỏi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh các bạn làm sinh thiết được chứ? Dạ, bà có thầy cô là được. Về tình trạng sơ gan, các cái yếu tố đông máu thì có cho phép bệnh nhân này làm sinh thiết hay không? Các cái chỉ số về đông máu có ổn hay không các bạn? Tại protosomin là 67% đang dùng chống đông Lovenox ạ. Lovenox thì chắc là cũng chỉ cần ngừng một ngày trước thôi. Thế thì đang cái mạch về thiếu máu và cắt lách thì xin ý kiến của bác sĩ về huyết học là bác sĩ Thu Thủy, chuyên ngành huyết học. Xin mời em. Vâng, kính thưa cô Nga, kính thưa các thầy cô và các anh chị. Thì đây là một cái bệnh nhân em thấy cũng rất là khó và phức tạp. Thì vào viện với một cái tình trạng thiếu máu cực kỳ rất là nặng, với huyết sắc tố là 60. Trên cái slide thì các anh chị gửi thì thấy có cái tiểu cầu giảm, tuy nhiên là lúc nãy anh chị báo cáo lại thì là cái tiểu cầu bình thường. Thế thì với bệnh nhân này vào viện với huyết học của em là với cái tình trạng thiếu máu nặng, đặc điểm thiếu máu ở đây là đẳng sắc hồng cầu bình thường và hiện tại là chưa có chỉ số hồng cầu lưới. Các cái chỉ số về sắt ferritin thì hiện tại là có cái ferritin nó cũng hơi tăng nhẹ. Thì cái ferritin này có thể tăng trong một số cái bệnh cảnh, ví dụ như là bệnh nhân này có lại gút nữa thì bệnh cảnh nhiễm trùng, hoặc là trong bệnh cảnh ung thư thì cũng cái ferritin cũng có tăng. Thế thì để mà xem là bệnh nhân này có thể là vừa tăng vừa có lẫn cả một cái tình trạng là thiếu máu do thiếu sắt trong viêm mãn tính hay không, thì mình có thể làm thêm một cái chỉ số nữa, đó là transferrin receptor hòa tan. Thì sau đó thì mình sẽ tính tỷ lệ của cái transferrin receptor hòa tan này trên lớp của ferritin. Nếu như mà lớn hơn 2 thì có nghĩa là bệnh nhân này có cả thiếu sắt kèm theo trong trường hợp này. Còn nếu như mà dưới 1 thì có nghĩa là bệnh nhân này là một cái tình trạng thiếu máu trong cái viêm mãn tính đó và mình không cần bù sắt nữa. Về một số các cái chỉ số khác liên quan đến chuyện là bệnh nhân đã cắt dạ dày thì thấy ở đây là có vitamin B12 acid folic thì là trong giới hạn bình thường.
Ngoài ra thì với một cái bệnh nhân vào viện với một cái huyết sắc tố 60 như này thì em cũng rất là đồng ý với lại thầy Lực, đó là phải xem là bệnh nhân có chảy máu, mất máu gì ở đâu hay không. Mà với một cái bệnh cảnh thiếu máu rất là nặng mà trước đó bệnh nhân vừa mới điều trị ở viện Bạch Mai về, một cái khả năng nữa ở trên cái bệnh nhân này đó là phải xem là có tình trạng xâm lấn tủy hay không, thì bắt buộc với bệnh nhân này sẽ có chỉ định là huyết tủy đồ và sinh thiết tủy xương để xem có xâm lấn tủy hay không ạ. Đó. Về chỉ số đông máu của bệnh nhân này thì hiện tại là có chỉ số PT là 65%, APTT bệnh trên trứng là 1,45, tức là có giảm nhẹ về cái chuyện là cả đông máu nội sinh và đông máu ngoại sinh, thì cái này có thể gặp ở trong các cái bệnh nhân sơ gan, cũng có thể gặp những trường hợp này. Để đảm bảo cái chuyện là bệnh nhân này có giảm các yếu tố ở trong sơ gan hay không thì các anh chị có thể làm thêm một cái xét nghiệm nữa, đấy là xét nghiệm về kháng đông nội sinh và ngoại sinh. Thì trong trường hợp nếu như mà kháng đông mà âm tính thì mình nghĩ nhiều đến cái chuyện là giảm do các yếu tố rối loạn đông máu do sơ gan ạ. Trên bệnh nhân này thì hiện tại là chưa thấy các anh chị làm được cái fibrinogen để đánh giá thêm. Với bệnh nhân này thì ngoài ra em thấy là có cái tình trạng là huyết khối gây tắc hoàn toàn 1/3 dưới tĩnh mạch đùi và tĩnh mạch khoe chân trái. Tuy nhiên là ở đây thì em lại thấy cái liều các anh chị đang dùng với enoxaparin mới dùng có 1 bơm trên 24 giờ thì cái liều này nó chưa đủ về cái liều điều trị. Thì các anh chị xem xét là tăng liều cho bệnh nhân này khoảng 2 bơm một ngày. Vâng, em xin hết ạ. Vâng, xin hỏi bác sĩ Thủy là liệu có phải là bệnh nhân có tan máu hay không, bởi vì có tiền sử cắt lách và ferritin cũng tăng. Một cái nữa mình cũng phải đề cập đến đấy là trường hợp là bệnh nhân có tan máu, thì hiện tại là ở đây thì em lại thấy là bệnh nhân có cái bin toàn phần thì hiện tại là trong giới hạn bình thường. Nếu như mà một trường hợp mà bệnh nhân mà huyết sắc tố 60 mà tan máu thì thường là cái bin sẽ tăng, nên là hiện tại thì em chưa nghĩ đến cái chuyện là tan máu trên cái bệnh nhân này. Vâng, cảm ơn bác sĩ Thủy. Như vậy thì về cái huyết khối tĩnh mạch chi dưới tắc hoàn toàn 1/3 dưới tĩnh mạch đùi trái và tĩnh mạch khoeo thì cái liều Lovenox chắc là lúc đầu các bạn thấy tiểu cầu nó cũng giảm, cho nên là các bạn cũng không dám dùng cái Lovenox là liều điều trị, chắc các bạn dùng liều dự phòng. Thế thì tiểu cầu bây giờ về bình thường thì có lẽ các bạn cũng cân nhắc cái việc mà sử dụng liều đủ để điều trị, bởi vì nếu không thì lại tắc mạch phổi mất, và tắc mạch phổi thì nó rất nguy hiểm cho bệnh nhân. Và chắc là cái sinh thiết cái huyết tủy đồ thì và sinh thiết tủy xương thì chắc là mình sẽ làm sau khi mà mình sẽ sinh thiết cái khối ở trong và sau phúc mạc để có cái chẩn đoán. Nếu đã là ung thư rồi thì cái khả năng mà xâm lấn tủy nó cũng có thể đặt ra. Chứ nếu mình làm một lúc nhiều quá thì bệnh nhân cũng không chịu nổi. Trước mắt là phải truyền máu đúng không? Với huyết sắc tố chỉ có 60 gram lít thì xin hỏi Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh là các bạn đã truyền máu cho bệnh nhân chưa? Báo cáo cô là đã được truyền máu rồi đó. Bạn truyền thì huyết sắc tố có lên được không? Dạ, truyền thì huyết sắc tố lên sau đó lại tụt xuống ạ. Thì hôm nay đã truyền lên lại ổn định 101 rồi ạ. Các bạn đã thăm trực tràng chưa? Nhưng các bạn đã làm hồng cầu trong phân chưa? Dạ, âm tính ạ, trực tràng phân vàng ạ. Hồng cầu trong phân là âm tính hết. Các bạn đã tìm hồng cầu trong phân chưa? Trực tràng là phân vàng. Các bạn tìm hồng cầu trong phân chưa? Thăm trực tràng phân vàng còn trứng run sán âm tính, hồng cầu trong phân thì chưa. Các bạn nên làm hồng cầu trong phân, bởi vì có thể là cũng mất máu dì dảo và bằng mắt thường mình thăm trực tràng thì mình cũng chưa thấy được phân đen đâu. Đấy thì các bạn nên làm hồng cầu trong phân nữa. Tiếp theo thì tôi xin mời bác sĩ Tú về cơ xương khớp sẽ cho ý kiến cho bệnh nhân này. Xin mời bác sĩ Tú. Kính thưa cô Nga, thưa thầy cô, thì bệnh gút đây so với tất cả là rất nhỏ nhoi. Tuy nhiên mình nghĩ có khi lại bị gút là nguyên nhân vì cái ông này chắc là dùng corticoid lâu rồi. Trên bệnh nhân lại vừa có sơ gan, lại chắc lại vừa uống rượu nữa, vậy vừa dùng corticoid nên nó dẫn đến tình trạng là nó có một cái hoại tử vô khuẩn trọng xương đùi. Thế câu chuyện là khi một bệnh nhân dùng corticoid kéo dài thì dẫn suy giảm miễn dịch. Vấn đề đặt ra là thầy Lục, cô Nga cũng như tất cả thầy cô đang băn khoăn là tại sao thiếu máu nhiều thế. Vừa rồi hai anh em ngồi với nhau thì bác Chi nói là hay có thể có run móc hay sao. Đấy, cũng là một cái nguyên nhân gây thiếu máu. Nó mất máu. Vâng, đấy.
Đấy, thì phải mình mới tìm nguyên nhân. Mình trên những bệnh nhân mà xin lỗi run lươn ạ, vâng tôi nhầm ạ, đấy là cái run lươn. Nguồn run lươn là một nguyên nhân gây rất máu, mất máu rất nhiều, mà trên khoa nội đã gặp rất nhiều những bệnh nhân mà trên cái nền mà bị suy giảm miễn dịch cho dùng corticoid kéo dài, xong vào vi mô tế bào, xong cứ thiếu máu triền miên không thể ấy vượt lại, thì bắt đầu khi mà chúng ta xét nghiệm tìm đi tìm cái con run lươn rồi bắt đầu mình điều trị run lươn thì mới dừng để quá trình thiếu máu được. Chứ người ta truyền máu vào rồi lại cũng lại mất máu, mà mất máu như cô Nga cô nói ấy, thì mất máu thì có thường ấy thì chúng ta phải tìm cái hồng cầu trong phân, thì đôi khi nó cũng là con run lươn, nó cũng ký sinh ở trong cái đường ruột và nó cũng lấy máu, nó hút máu ra và nó gây ra tình trạng là cái hồng cầu vi thể trong phân. Đấy là một cái mà cô Nga gợi ý để chúng ta tìm xem là cái mất máu ra ngoài hay mất máu tại mất máu bên ngoài, hay mất máu do giảm sản xuất, hay mất máu ra bên ngoài lòng mạch, thì đấy là một cái nguyên nhân. Thì ở đây tôi chỉ băn khoăn một cái là các bạn không biết hiểu các bạn dùng colchicine trong trường hợp này để làm gì, vì lý do là chúng ta dùng colchicine mà gây ỉa lỏng thì chúng ta không biết là ỉa lỏng này là do thuốc hay là do ấy không. Thì không biết các bạn ở bệnh đa khoa tỉnh Hà Tĩnh là dùng colchicine để mà dự phòng cơn gút, hay đang điều trị có bệnh nhân có đau khớp do gút hay không mà mình đang dùng colchicine ạ? Thưa thầy, là về vấn đề run thì em là làm đầy đủ bộ ký sinh trùng, thì chỉ có mỗi run đuổi chó mèo là dương tính, còn run lươn và cả run khác là âm tính, biệt thành âm tính. Vâng, thì cảm ơn. Còn bệnh nhân vào viện thì có tiêu chảy, nhưng mà một tháng này thì bệnh nhân không dùng colchicine, và colchicine em chỉ mới dùng mấy ngày nay vì bệnh nhân sưng đau khớp thôi. À dạ vâng, vì bạn không nói về có triệu chứng sưng đau khớp, chỉ còn nếu mà chúng ta dùng colchicine chỉ để mức độ dự phòng thì không nên. Vâng, cảm ơn bạn ạ. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Tú. Còn về vấn đề mà xẹp hình chêm vân vân các loại thì trên hình ảnh thì cũng không nghĩ tới là cái ác tính, thì chắc là các bạn điều trị nội khoa thông thường thôi đúng không? Vì nó cũng rất là nhỏ so với cái bệnh cảnh ở bệnh nhân này. Tiếp theo thì tôi xin mời bác sĩ Mai Chi sẽ cho ý kiến ở bệnh nhân này về vấn đề tiêu hóa. Kính thưa cô Nga, kính thưa các anh chị đồng nghiệp, bệnh nhân này thì các anh chị có chuẩn đoán là một cái viêm gan B và theo dõi sơ gan. Thế thì về các cái xét nghiệm của bệnh nhân thì đúng là PPT nó cũng hơi giảm một chút, nhưng bilirubin của bệnh nhân hoàn toàn bình thường và cái albumin lúc vào thì giảm rất là thấp. Tuy nhiên là cái này nó cũng có thể là nhận lẫn với những cái bệnh lý nội khoa khác nữa. Đó, trên nền một cái bệnh nhân rất là suy giảm miễn dịch thì có thể là cái albumin nó sẽ thấp như vậy. Đó, còn bilirubin của bệnh nhân hoàn toàn bình thường. Thế còn trên cái hình ảnh ví dụ như là về siêu âm và về cắt lớp thì hình ảnh về gan thì cũng không thấy cái mô tả về cái dấu hiệu của sơ gan cả. Và bệnh nhân đã có cái hình ảnh nội soi dạ dày từ ngày 7 tháng 5 thì cũng không có cái dấu hiệu của giãn cái tĩnh mạch thực quản hay tĩnh mạch dạ dày. Về cái chuẩn đoán sơ gan của bệnh nhân này thì cũng chưa rõ ràng. Còn về cái điều trị viêm gan B thì nếu mà trước kia bệnh nhân, bởi vì bệnh nhân đang được dùng là entecavir, tức là cái thuốc chứa virus viêm gan B, nếu trước kia bệnh nhân vẫn đang dùng thì mình vẫn có thể tiếp tục duy trì. Thế còn đợt này hiện tại thì cái men gan bình thường và cái dấu hiệu sơ gan thì cũng chưa rõ ràng. Cho nên là nếu mà bệnh nhân chưa dùng thì mình cũng không có chỉ định dùng entecavir trên trường hợp này. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Mai Chi. Về trên nếu nhiễm run lươn thì trên nội soi dạ dày có hình ảnh gì đặc trưng của nhiễm run lươn hay không? Thưa cô, là nếu mà nhiễm run lươn thì thường là sẽ tổn thương ở tá tràng, và tổn thương thì nó cũng không đặc hiệu, có thể là những cái tổn thương viêm xung huyết thôi. Còn nếu trong trường hợp mà bệnh cảnh nghi ngờ thì mình có thể sinh thiết cái niêm mạc tá tràng để mình tìm. Vâng, tìm. Hoặc là mình làm ELISA, thì các anh chị cũng có làm rồi, ELISA âm tính. Tuy nhiên là cái xét nghiệm ấu trùng run lươn trong phân thì mình sẽ phải làm nhiều mẫu, còn làm một mẫu thì mình cũng không thể khẳng định được, không thể loại trừ được. Vâng, cảm ơn bác sĩ Mai Chi. Tôi xin hỏi một chút nữa là với bác sĩ Thủy. Thế thì trong trường hợp mà về vấn đề thiếu máu ở bệnh nhân này ấy, thì vì bệnh nhân cắt 2/3 dạ dày thì có vấn đề về thiếu máu có liên quan tới cái việc mà thiếu vitamin B12 hay không? Có cần phải tiêm thêm vitamin B12 cho bệnh nhân này hay không? Bệnh nhân này thì em đã thấy là có làm cả xét nghiệm về vitamin B12 và acid folic thì hiện tại là trong giới hạn bình thường rồi, nên là hiện tại thì mình sẽ không phải bù. Vâng, như vậy cũng đối với bệnh nhân này thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cũng đã làm được tương đối, và các bạn trước một bệnh nhân khó phức tạp này các bạn cũng đã xử trí và đi cái hướng cũng tương đối là đầy đủ. Thế thì cái mà các bạn làm được sinh thiết cho bệnh nhân thì các bạn nên làm sớm, nếu như các bạn cũng phải bù máu cho bệnh nhân huyết sắc tố lên tương đối,
với một bệnh nhân 62 tuổi cũng phải lên đến trên 100 thì bạn hẵng làm sinh thiết, nếu không thì nó cũng nguy hiểm cho bệnh nhân. Thứ hai nữa là sau khi có kết quả sinh thiết thì nếu là ác tính thì có lẽ là mình cũng xin hướng để điều trị giảm nhẹ thôi. Chứ còn để can thiệp cho bệnh nhân này thì chắc là nó cũng khó nữa rồi. Và nếu là ác tính thì cái việc mà trừ như là đanh phôm chẳng hạn thì nó khả năng điều trị vẫn còn tốt, đúng không? Và tùy thể. Còn lại mà những cái ác tính khác, ví dụ như là của đại tràng, bởi vì các bạn soi đại tràng cũng không lên được, đúng không nhỉ? Không lên được. Và đại tràng mà đã đi các nơi khác nữa thì tôi nghĩ là cái tiên lượng nó cũng không được tốt đối với bệnh nhân này. Do vậy cái mà các bạn thấy được chính là cái khối ở sau và phúc mạc. Đấy, thì các bạn sẽ sinh thiết vào khối đó để các bạn có chẩn đoán. Nếu là lanh phôm thì vẫn còn tương đối tốt, vẫn có cái khả năng điều trị cho bệnh nhân. Và vì bệnh nhân cũng còn tương đối là trẻ, 62 tuổi cũng còn tương đối trẻ. Và nhưng nếu như là tổn thương của ung thư biểu mô của đường tiêu hóa mà đã di căn ra các nơi thì cái tiên lượng nó sẽ rất là khó. Và cái khả năng ung thư biểu mô thì đường tiêu hóa thì chắc là nhiều hơn, bởi vì là CA cũng tăng rất là cao và các cái khối trên hình ảnh nó cũng không được thật là suôn sẻ. Các bạn có ý kiến gì nữa không? Dạ, em cảm ơn cả thầy cô ạ. Cho em hỏi thì ví dụ bệnh nhân này mà trên một bệnh nhân ví dụ như bệnh nhân ác tính mà cắt dạ dày mà thiếu vitamin B12 thì nếu mà bổ sung B12 thì là nguy cơ khối u phát triển thì mình chỉ có lựa chọn là truyền máu thôi hay là thế nào? À, đây có ý kiến của bác sĩ Lục rồi, về chuyên khoa ung biếu rồi, liệu B12 có làm cho ung thư phát triển hơn không? Thì xin mời bác sĩ Lục. Dạ vâng, kính thưa cô Nga và anh chị, câu hỏi của bạn thì cũng nhiều bệnh nhân cũng người nhà cũng hỏi. Thực ra thì bệnh nhân bình thường thì vẫn phải sống được hẳn thì mới lo chữa bệnh. Và nếu nó thiếu thật sự thì vẫn cần bổ sung để bệnh nhân có cuộc sống bình thường trước khi mình lo đến vấn đề phát triển tế bào ung thư. Kể cả bạn không thêm thì ung thư nó vẫn tiến triển, đúng không ạ? Như vậy chúng ta đừng sợ quá, vì nếu đã là ung thư mà be bét như thế rồi thì mình có dùng, thì trước mắt là bệnh nhân không thiếu máu, bệnh nhân không chết vì cái thiếu máu ngay lập tức đã. Bởi vì các bạn cứ truyền nhưng mà nó không lên được. Nếu nó thiếu vitamin B12 thì bạn vẫn phải truyền thôi, vẫn phải sử dụng thôi. Thì bạn đừng sợ quá việc sử dụng vitamin B12 trong trường hợp ung thư, đúng như bác sĩ Lùng. Các bạn còn có câu hỏi gì nữa không? Dạ có, em xin có bổ sung ạ. Thưa cô, bệnh nhân sáng nay thì siêu âm lại mạch chi dưới là có huyết khối tắc không hoàn toàn, tức là có được giảm rồi ạ. Thì vấn đề có cần, về vấn đề dùng chống đông thì bệnh nhân này cân nặng bao nhiêu em? Dạ thưa cô là cân nặng 47 kg. 47 kg thì liều điều trị vẫn phải dùng liều điều trị. Thì xin mời bác sĩ Thủy cho ý kiến về liều điều trị ở bệnh nhân này với bệnh nhân 43 cân. Vâng ạ. Với một bệnh nhân này đã có hiện tượng là có huyết khối rồi và hiện tại thì bệnh nhân 47 kg thì các anh chị phải dùng ít nhất là liều 10 đơn vị trên kg trên 12 giờ. Thì ít nhất bệnh nhân này nếu như mà dùng với cái bơm 4.000 này thì các anh chị sẽ phải dùng 2 bơm một ngày. Các em vẫn phải dùng liều điều trị, bởi vì nếu như là ung thư mà cũng đã gây ra tắc mạch thì các em dùng cái liều thấp thì nó cũng không, liều dự phòng nó không có, nhất là bây giờ bệnh nhân đã có tắc mạch rồi. Thưa cô là mời các em. Thưa cô là hôm trước là siêu âm là huyệt khối tắc hoàn toàn, nhưng mà sáng nay siêu âm thì là huyệt rồi tắc không hoàn toàn này ạ. Thì vậy mình có cần tăng liều không nữa hay là giữ duy trì được ạ? Em dùng liều bao nhiêu lâu rồi? Dạ được 7 ngày ạ. Em dùng được 7 ngày thì có lẽ là các em cũng phải đánh giá các cái mạch mạch chậu này, mạch đùi này. Nếu như mà vẫn có huyết khối mà ở mạch chậu mạch đùi nữa thì các em vẫn phải tăng liều. Còn nếu không thì có thể mình vẫn duy trì, và các em sẽ kiểm tra tiểu cầu nữa.
bởi vì lô venlock cũng có nguy cơ gây ra giảm tiểu cầu. Thế thôi nhỉ. Thế thì cũng mong là cũng mong là bệnh nhân chọc da mà không phải là ung thư mà là lymphoma thôi thì nó vẫn có cơ may để được điều trị tốt. Và các bạn cũng đã đi đúng hướng với trước một cái bệnh nhân phức tạp này mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cũng đã rất là mày mò và đã tìm rất là nhiều các nguyên nhân để điều trị tổng hợp cho bệnh nhân này, thì đấy là một cái rất là đáng khen ngợi. Và chúng ta sẽ mong chờ là cái tin vui từ bệnh nhân với các cái bệnh cảnh nhẹ nhàng hơn và chúng ta có thể điều trị được cho bệnh nhân. Cảm ơn các bạn. Chúng ta đã trải qua 5 ca hội chẩn chiều ngày hôm nay với các ca rất là hay ở các đầu cầu đã tham gia. Và tôi cũng xin kết thúc cái buổi telehealth chiều ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các đầu cầu đã tham gia chiều ngày hôm nay. Và cũng chúc các bạn là với các ca đưa ra hội chẩn ngày hôm nay, chúng ta đều có hướng xử trí được tốt và bệnh nhân đều tiến triển được tốt, bệnh nhân khỏe mạnh trở lại. Xin cảm ơn các đầu cầu.